Chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình và Mia Thanh Ezi đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series là Cast Mèo Con Đại Chiến nhé. Và nếu anh em thích video này đừng quên là bỏ lại một like và chia sẻ video cho mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Hôm qua thì mình đã nhận được một số đồ, không phải là một số mà là rất nhiều đồ tặng cho mình ở trong cái hộp, có nghĩa là kỷ niệm mà một năm của cái ra đời của cái trò Cast này. Và chúng ta sẽ hình như cái championship mình còn lên hạng thì phải. Có lên hạng không ta? Không lên hạng rồi, hơi buồn rồi anh em. Chúng ta đứng thứ 9 anh em ạ, hôm qua bị đẩy xuống rồi. Mình tưởng lên được 24 nhưng không lên được rồi. Hôm qua mình nhớ là mình đứng đầu mà nhỉ. Mình sẽ mở cái hòm mình đã nhá, xong rồi mình xem tất cả đồ hiện tại của mình. Mình nhiều đồ lắm. À, Chainsaw. Có nhiều đồ xịn cơ, cộng 10% cho cái Gadget Bigfoot này. Một cái súng săn cá voi 3 sao, 17.000 máu. Blade bây giờ thì quá yếu rồi. 15 cái chìa khóa này. Khá là nhiều thứ đấy. Đây, mình vào cho anh em xem luôn. Xe cũng có rất là nhiều xe xịn. Xe này 27.000 máu này. 27.000 máu và 13 năng lượng. Nhưng mình không thích cái xe này lắm. Vấn đề mình không thích lắm. Có 4 sao đây anh em. 4 sao nhưng mà chỉ có 1 năng lượng và 81.000 máu kìa. Khá là ghê. Khá là ghê nhưng mà chỉ có một cái vũ khí thì mình không cần lắm. Nào, ba vũ khí này. Mấy cái xe vàng này thì không quan tâm này. Mình sẽ cho tiếng nó to lên một chút nhé. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại nào. Đây thì chúng ta sẽ xem có loại xe nào mới. Xe thuyền này. Thuyền cũng rất là nhiều loại mới. Hai vũ khí phụ và một vũ khí chính à. Cái này thì hơi ít đam. Thật sự là hơi ít đam. Và máu này nó hơi ít. 10% cho gì đây? 10% cho vũ khí, tất kỳ loại vũ khí nào. 100% cho cái chainsaw. Vấn đề là chainsaw có lắp ghép ở đây được đâu. Không thể lắp được. Cứ để đây tạo đã, tiếp mình sẽ tính sau cái xe này. Chúng ta sẽ có một cái boulder, hai vũ khí và 67.800 máu. Đấy. 4 sao đấy. Nhiều vũ khí ngon phết. Ê, có cái ấy này. Cái pyramid 67.000 máu. Ghê. 4 sao và hai vũ khí chính ở phía trước này có vẻ ngon ta. 15 năng lượng. Xe này thì rất dễ không bị lật được, khó lật lắm. Đánh cái này có vẻ được đấy, pyramid này. Rồi mình sẽ sang vũ khí nhá. Cưa. Mình sẽ xem từ cuối luôn. Cái sao vàng này không cần nữa này. Đó, đấy rồi chưa? 4 sao này là 42.000 nè. Vãi lúa thật, 42.000 đam kìa. Phải nói là kinh khủng. Mình chỉ còn khoảng là 15 năng lượng thôi. Đây rồi. 7, 5, 16 35, 30% cho Surfer này. Surfer đúng không? Cái này 30% cho Classic này. Hơn 35.000 đam kìa. Wow. 8, 9, 17. Mình thiếu 2 năng lượng nữa. Giờ sẽ có thể là cho cái xe này vào được. Đây này, 18k máu là 18k đam này. Thấy chưa? Rất nhiều đồ xịn mà. Có cả 4 sao này, mười mấy, 13.000. Rocket 14k. Rocket hai phía này. Rồi, chắc là mình sẽ dùng cái kia đã nhá. Mình thấy có một cái, mình sẽ nâng năng lượng cho cái này lên đã. Từ từ, mình sẽ cần ra ngoài và nâng cấp. Bây giờ mình có đủ điểm nâng cấp cho Pyramid rồi. Mình sẽ nâng cấp cho Pyramid trước. Pyramid, đó chính là kim tự tháp Ai Cập đúng không? Kim tự tháp Ai Cập đâu nhỉ? Đây rồi, đây nâng máu à. Vẫn bị khóa rồi. Cái kim tự tháp mà nâng năng lượng nó đâu nhỉ? Không có nhỉ? Hơi buồn là không có năng lượng rồi. Mình cần thêm đam cơ mà nhỉ? Không có. Đây không có rồi. Mình sẽ nâng năng lượng cho cái xe này nhá. Nâng luôn vào cái xe này luôn. Xe ngon vãi trưởng. Mình có một cái năng lượng thôi, làm sao mà đủ. Rồi 9, 8, 17 cơ. Nó vấn đề nó cần là 17 năng lượng cơ. Làm sao mình đủ đây? Gần như không đủ năng lượng để có thể trang bị thêm cho nó một cái được. 6, 15 này cũng 42.000 đam này. Úi giời. Đây khoảng là 67.000 đam. Wow. 67.000 đam cả. Xe cũ của mình là 46.000 đam thôi. Xe này không lật được nữa cơ. 13 này, 13.000 máu này, nhưng mà xe này ít máu quá. Trụ thế nào được với mấy cái xe mấy trăm nghìn máu của nó nhỉ? Test thử biết ngay.
cũng 17k máu. Nhưng bánh xe này hơi dài, hơi cao một chút. 2% cho boulder không cần. Có cái nào 4 sao ấy, cái nào 4 sao mang tất ra đây. 3 sao thôi, 15.000 máu này. 3 sao, cái này chỉ 3 sao 15.000 máu thôi. Không có cái nào ngon cả. 4 sao đấy, 4 sao và 20k máu này. Bigfoot 10% cho đây này, Bigfoot 22.000 máu rồi. Mình sẽ thử test thử xem này, xe này nhá. Xe này khỏe phết đấy, nhờ. Đừng có đùa với anh. Ồ, quả tên lửa của nó khỏe quá. À, quả laser của nó vẫn khỏe. Nhìn chung là laser vẫn khỏe hơn là mấy cái xe như thế này. Theo như mình nghĩ là vậy. Wow, đam mày. Sợ. Người nói là rất là đam, rất là kinh khủng. Nếu có bánh xe khủng nữa thì ngon. Bánh xe to ấy. Bánh xe đi thật nhanh ấy, ví dụ như bánh xe này. Nhưng mà trước cái bánh xe trước thì nó hơi tù. Thật sự hơi tù với xe trước. Xe này nhìn trông được ấy, nhưng mà vấn đề là rồi mình xe này rất khó lật, phải nói rất khó lật, cực kỳ khó lật luôn. Nhưng mà đi tốc độ chậm quá. Ồ, vũ khí tôi đâu rồi. Vũ khí cho vào đây cái. Nó hơi ngắn, vấn đề là hơi ngắn. Cái gọi là vũ khí nó hơi ngắn. Muốn đi nhanh thì cần phải trang bị bánh to. Bánh to hơn thì nó lại cái khoảng cách để cưa bọn kia thì nó lại giảm đi. Khoan bọn kia nó lại giảm đi. Ví dụ bánh xe này chẳng hạn này. To hơn nó có thể đi nhanh hơn rồi đấy. Wow, 40 mấy ngàn kìa. Sợ nhờ, đó là đáng sợ. Rồi thì mình cần phải chế tạo lại xe thôi. Xe này cũng không được. Xe nào nhiều vũ khí nhất nhờ. Ba vũ khí này. Ba vũ khí có 11 năng lượng thì làm sao mà có chịu được. Ba vũ khí và 17 năng lượng đây. Đúng rồi, ba vũ khí 17 năng lượng đây. Trang bị cho tất cả những cái gì khỏe nhất hiện tại vào đây đi. Laser, la dùng, tất cả đi. Tất cả được rồi. Đây là mấy cái laser của mình đây. Mình cần bắn một phát thôi là nó sẽ đi trầu luôn. Thế thì mình nghĩ là thế. Không đủ năng lượng. Vấn đề không đủ năng lượng để trang bị 3 laser đâu. Cả vấn đề ấy. Laser khỏe, súng khỏe. Có cả bắn hai phía này. Cái rocket bắn hai phía vào 15.000 đam. Bắn được cả hai phía luôn. Khá là hay ho đây. Nay mình trang bị cho cái xe này của mình nhờ. Xe mình thì nó lao thẳng vào để nó bắt đầu 33k. Ok. Vấn đề là cho sẽ xem. À đúng rồi, mình còn một số cái đồ chơi mới để mình cần test xem mà những cái thằng đứng đầu nó đang dùng cái loại xe gì đó để mình sẽ có ý tưởng hơn. Ví dụ thằng 14 chẳng hạn này, nó chỉ là hai cái đáy xe kia thôi và khả năng là bắn thôi. Nó vẫn tốt hơn mình một chút, theo mình nghĩ nó vẫn tốt hơn mình một chút. Chứ thật ra thì nó cũng không có nỗi ấy lắm đâu nhờ. Xe nó thấy bình thường. Máu cái mình máu trâu. Nó thấy bình thường thôi. Toàn hầu hết là trang bị cái kiểu dạng như kiểu rocket 83k máu kìa. Nó sẽ chết thôi, 83k. 83k đam chứ không phải 83k máu. Cũng không có cái gì đặc biệt quá lắm. Theo mình thấy cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Hơn 200.000. Châu bò đó, quá châu bò. Phải nhìn là đáng sợ. Thật sự rất đáng sợ luôn đấy. Hơn 200.000 máu. Đây là bắn hai phía rồi. Bắn hai phía. Vấn đề mình đang chưa nghĩ ra cái loại xe gì cho mình để có thể là khỏe hơn nhờ. Để mình đang xem. Đang muốn test thử xem loại xe gì. Xe này thì khả năng là nó sẽ đẩy mình đi rất là xa. Thử xem nào. Đấy, đẩy mình ngã cái luôn là mình chết luôn. Cũng hay, theo mình thấy nó cũng hay. Cái loại xe này cũng thấy rất hay. Vấn đề là có quá nhiều loại xe để chúng ta chọn đấy. Chúng ta chọn dựa vào vũ khí thì hay hơn đấy. Cái xe này thì nó sẽ là có 16 năng lượng thôi. Xe khá thấp.
có xe nào mà loại nào đứng nguyên tại chỗ không? Để xem có loại xe nào đứng nguyên tại chỗ không như cái xe này này. Hợp lý này. Nó chưa tầm khoảng 40 mấy ngàn thôi. Xem xe nào đây. Chainsaw. Khả năng leo dốc các kiểu. Xe Snakey rất ít khi dùng nhỉ. Boulder này thì một cái là 15. Mà rất dễ lật lắm, xe rất dễ lật lắm. Vẫn không được, vẫn chưa tìm ra cái loại nào để tối ưu nhỉ. Tối ưu xe cho nó. Chắc là mình sẽ nâng cấp thêm cái xe này của mình thôi, chứ mấy cái xe kia thì mấy ấy quá. Vũ khí nào. Đây, hai xe này đi. Double Rocket này, 100% cho Double Rocket này. Cái này cực kỳ mạnh, nếu mà cho Rocket vào đấy, nó là một cái xe thuộc dạng như kiểu Magic à, Legendary đấy. Rocket, ví dụ Rocket ở đây nó có bao nhiêu dam? Thì khoảng là tối đa là hơn 300.000 dam thôi. Cái này là cái laser này. Rocket, có Rocket xịn mà. Đây. Nó sẽ lên khoảng 28.000 dam. Không. Gấp đôi lượng dam hiện tại. Đâu? 100% cho double cơ mà, double rocket cơ mà. Double rocket là phía dưới này cơ mà. Bây giờ mà có hai cái này mà có trang bị được hai vũ khí thì ngon. Vấn đề chỉ có một vũ khí thôi nhỉ. Bỏ cái này đi. Double rocket đây anh em. Phía sau nó cần cái gì nữa không? Thật ra thì nó cần cái gì nữa đây? Chưa biết sẽ cần cái gì đây, tại vì nó rất là khó. Nó tận phía sau này cơ. Mình có 17k máu này. Thử test xem nào. Chúng ta thử test trong Championship xem nhá. Xe mới Double Rocket. Chết luôn. Khỏi bay. Nó sẽ chết trước luôn. Chết đi. Double Rocket khỏe thật. Chết ai? Ui, khỏe thế. Double Rocket có vẻ ngon đấy. Rồi, bắn tất cả có thể luôn. Đẩy ai em? Hơn 200.000 máu thì cũng chết thôi. Nó hai Double Rocket. Rồi, mình thua thằng này ạ. Thua một thằng đen đủi. Máu trâu hơn anh em ạ. Chết mày đi này. Xe Legendary của ta đấy. Legendary cần nâng cấp thêm bánh xe. Theo như tôi nghĩ cần nâng cấp thêm bánh xe rất là nhiều. Bánh xe mình có rất là nhiều bánh xe xịn cơ. Trời, chết rồi. Cái gì ấy? Cái gì ơi, chết thua mà đáng tiếc. Thật sự là một... Wow, phải vỗ tay. Thật sự phải vỗ tay cái đấy. Mình đến thứ tư luôn kìa, à thứ ba luôn kìa. Double Rocket ngon quá. Thật sự rất chất. Rồi, bánh xe này sẽ tăng cho 20% cho Boulder. Cái này là cái Surfer. Mình cần phải trang bị thêm cho bánh xe 10% này. Ơi, bánh xe có 13k đúng không? Cái này 22.000 này. Cái này rất là ngon. Được rồi. Đã thế là thích trang bị à? Thích trang bị anh chiến luôn. Cái này Surfer đúng không? Anh em con nào có Surfer thì trang bị hết cho nó nha. 20.000 máu này. Ấy. Có vẻ ghê ta. Nó lên hơn 100.000 rồi đấy. Cái này thì nó sẽ khá ổn. Cứ tìm cái nào là Legendary anh em cứ cho vào là được. Nhìn chất phết mà. Mấy đồ Legendary thường rất là khỏe. Không cần là quá nhiều đam đâu, không cần phải cho vào trong này là quá nhiều đam làm cái gì cả. Cho Boulder. Khá đáng tiếc. Mình đang cần tìm một cái 17.000 máu không được. Cái này tận đến 20.000 máu cơ, nó còn chẳng ăn thua. Hết rồi, chắc hết rồi. Bánh xe nhỏ thì mình sẽ không cần, chắc chắn như thế. Có vũ khí chính, vũ khí phụ gì không? Vũ khí phụ thì hơn. Xem những cái loại nào mà nó cộng cho well. Không được, 20% máu. Giúp mình tiến lên này. Tiến lên hoặc là đi lùi xuống này.
15%, 2%. Cái này giúp mình có lao vào nhanh hơn, nhưng mình là tên lửa, mình bắn thì mình nó cũng chẳng cần, thật sự cũng chẳng cần thiết lắm. Mấy cái này thì nó không tác dụng gì mấy cả. 20.000 máu. Cái này có 17.000 thôi. Đam vẫn hơi bé, thật sự đam vẫn hơi bé. Khi mà đối đầu những bọn này đam hơi bé thật. Thật sự hơi bé. Bánh xe mình cao quá kìa, bánh xe mình cao quá kìa. Thật sự bánh xe cao quá. Đúng là như vậy, bánh xe quá cao nên không thể nào mà tấn công nó được. Có xe mới rồi nhưng mà bánh xe thì nó hơi tệ. Bánh xe này không được rồi. Bánh xe tầm nhỏ thế này thôi. Nhỏ này mà có lại bánh xe đỏ ấy, mười mấy ca máu là được, là hợp lý nhất. 17 ca máu hoặc bánh xe to hơn một chút, đừng là bánh xe kiểu lục giác nó to quá. 17 ca máu đây, bánh xe này. Loại bánh xe xịn nhất trong này là được rồi. 15.000 máu là đẹp này, như thế này là đẹp này. Nào bây giờ trang bị thêm đam. Thêm đam, chắc chắn phải thêm đam rồi. Nâng cấp nào, cho sẽ nâng cấp đi, nâng cấp thôi. Yes. Nâng cấp những cái loại không cần dùng đến ấy. Laser. Chainsaw. Đây rồi, laser đây. Chúng ta cho vào tất cả nha. Laser này đúng không? À, không, mình sẽ trang bị từ cái này trước này. Đan sủi, mấy cái này không thấm luôn. Thật sự không thấm một chút nào luôn. Cộng thêm rồi đấy. À, cái xe này là nó là legendary nên mình sẽ cần là cộng thêm máu cho nó nữa bằng cách là sử dụng cái cục này. Đó. Cộng vào nhiều vào. Cần nhiều máu đúng không? Mình có rất là nhiều nên mình cứ dùng thôi. Ok, thiếu coi kìa. Hiện tại thì cái xe này hiện tại tất cả tổng thể là bằng này máu đây. Cũng lên không được nhiều cho lắm nhỉ, hơn 500.000 à. Hơn 500.000 mà sao không nâng được thêm xe nhỉ? Thân xe đâu rồi? Thân xe đây. Thuyền đâu? Thuyền nâng cấp cho nó đi, tất cả cái màu sao nâng cấp hết cho nó đi. Nâng cấp vào đi, đúng rồi. Để nó lên cấp. Ui, cái này lên cấp lâu thế cơ. Đó, phải những xe thân xe xịn như thế này nâng cấp thì mới sướng này. Nâng lên khoảng 15.000 máu là quá là. Cái này 3 sao đấy nha. 3 sao này, nâng hết luôn này. Đấy. Còn hơn 300.000 là nâng hết thể loại xe luôn cho nó này. Này thì nâng này. Những cái xe này thì bán đi. 140.000 như thế này đi. Rồi ok, let's go nào. Đánh lại thằng này kiểu gì mình phải thắng chứ. Nó toàn bị ấy lên nhỉ. Không được, xe mình toàn bị kiểu bị nâng lên ấy. Máy xe quá to thì phải. Cái điểm mà cố hữu là bánh xe của chúng ta vẫn là quá to. Bánh xe quá to rồi, đam máu hơn nó mà. Làm sao mà thua được? Không thể thua được như thế này được. Bánh xe này vẫn là quá to so với bản thân mình. Bánh xe nhỏ hơn nữa. Bánh xe này đi. Bánh xe tầm này là đẹp này. Máu nó sẽ giảm xuống một chút thôi nhưng mà mình sẽ thắng được. Mình sẽ dẫn đầu, top đầu luôn. Đây. Boulder không cần, mình là surfer cơ. Đây rồi, trở lại và lợi hại hơn xưa rồi. Cộng thêm khoảng hơn 2k máu nữa. Đánh bại thằng đầu tiên luôn này. Mình thì đứng thứ nhì. Đấy, thấy chưa? Vỗ tay. Cho nên vỗ tay đi. Victory rồi. Thêm được một huân chương nữa. Và mình đứng thứ nhất luôn kìa. Vãi trưởng thật. Thằng này thì húc ai? Mày húc ai? Vô đối. Rồi, chúng ta vô đối đấu trưởng rồi. Yes, thắng toàn bộ team. Phải như thế chứ.
sau khi nâng cấp bao nhiêu đồ vào vô đối. Yes, xe mới mà. À quên, không mua con mèo mới nhỉ. Xe mới phải có mèo mới chứ, mèo cũ quá rồi. Lên cấp chưa? À, chúng ta dùng cái đồ gì nhỉ? Thật ra thì cũng chẳng có đồ gì cả. Đồ mua một game này. Ái chà, cướp biển Caribe mua. Sao phải đây rồi, chắc chắn là mình sẽ dùng cái đồ này rồi. Nào, thay đồ, thay đồ, thay đồ, thay đồ. Em ơi, thay đồ đi. Đây. Cướp biển. Yes, phải như thế này chứ. Bây giờ nhìn chất vãi chưởng. Nó chất vãi chưởng luôn. Anh đây. Không được rồi. Ấy, vẫn thắng được kìa. Paul. Xe mình là gặp mấy cái xe tam giác rất là ngại luôn đấy. Một hòm. Fighting, thắng toàn bộ. Thì xem thắng lại toàn bộ không. Chết mày đi này. Chết. Chết mày đi này. Để xem cái độ. Vào đây. Bà đàm to thế. Đàm to thế em. Xe cực tốt, không thể bị lật được. Không thể bị lật được. Vô đối. Vô đối rồi. Lật đi, lật bằng mắt. Lật bằng mắt đây. Nó nhanh đấy, tí thì giết được mình đấy. Khá là ghê. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Ôi, cái quái nào xe thì thua đi, cái xe này về. Đâu có bị thắng mà. Trời. Nó thay đổi một cái bộ phận gì đó là mình thua một trận được kìa. Nhưng mà chẳng lẽ win tất đúng không? Phải có trận thắng trận thua chứ. Chết, mấy xe kia không ăn được mình. À, nâng cấp xe rồi. Nâng cấp xe rồi. Quyết hạ mình rồi đây. Chúng ta đang bị giáng chức xuống rồi. Và vẫn 14 thôi, mình vẫn. À, sao mình vẫn thắng? À, thắng từ lần trước rồi. Vấn đề là người ta vẫn khá là ngon rồi. Online. Rồi thì chúng ta sẽ kết thúc tập ở đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Mèo Con Đại Chiến Cast. Bye bye.